Các bạn đang nghe chuyện Mát Thần trên kênh youtube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 331 bằng tin Điều Phi Thường. Bọn họ chọn đồng bằng dục môn, cách tiền đồn phía bắc vùng Hồ Nam của ma giáo không xa. Vùng này không tính là lớn, nhưng vì hiếm người qua lại, nên nó thực sự là địa điểm thích hợp để giao đấu. Trận đấu được bí mật tổ chức, vậy nên các võ sư của tiền đồn đều canh gác nghiêm ngặt trong phạm vi ba dặm quanh đây. Đây quả thực là một trận tỉ thí trăm năm có một, Bất kỳ võ sư nào cũng muốn được một lần chứng kiến. Bởi đây là trận đấu do võ sư mạnh nhất ma giáo, Thiên Điêu Vân và một trong ngũ đại võ sư của Giang Hồ, Vương Trịnh song kiếm võ. Thông thường, trong một trận đấu, võ sư hai bên đều được trang bị kiếm gỗ. Nhưng riêng bọn họ thì không cần, bởi bản thân hai người họ đã là những vũ khí sống lợi hại nhất rồi. Trận đấu vừa bắt đầu, tiếng nổ đã nối tiếp tiếng nổ làm náo loạn vùng đồng bằng hẻo lánh này. Đám đồng quan sát không ngừng xôn xao vì kinh ngạc. Đây có thật là cuộc đấu giữa những tuyệt đại võ sư không? Một binh lính của tiền đồn kích động thốt lên. Đất đài vùng này bị dây xéo bày trận chiến kịch tính giữa hai người họ. Đều thú vị hơn cả là không một ai có thể thấy rõ những đòn giao tranh kia. Vậy nên chẳng ai dám rời mắt khỏi cuộc chiến Hai thanh đại kiếm của Vương Trịnh tạo nên những kiếm thức vô cùng tuyệt hảo. Chúng không những dài mà còn rộng hơn cả những thanh kiếm thông thường khác. Cũng bởi thế mà ông ta luôn giữ được khoảng cách với đối thủ của mình. Đáng ngạc nhiên hơn chính là Vương Trịnh có thể lần lượt chặn đứng mọi chiêu thức của Thiên Điêu Vân. Hai thanh đại kiếm kia chỉ là thứ đang cản trở ta. Thiên Điêu Vân bực tức nghĩ thầm. Khi lực bao phủ hai thanh đại kiếm, rất khó có thể phá vỡ thế trận. Chỉ cần đối thủ có chút lơ là thôi, cũng có thể tạo lợi thế cho Thiên Như Vân. Nhưng Vương Trình không hề để lộ sơ suất dù chỉ một giây. Quả thần xứng với danh, một trong ngũ đại võ sư giang hồ. Đối với Vương Trịnh Như Vân cũng tương tự. Ông ta phải đi những đường kiếm thật chắc chắn để tạo dựng khoảng cách an toàn với Thiên Như Vân. Ta không thể để ngài ấy lấn tới. Kiếm pháp của Thiên Giáo Chủ thật sự rất đáng gờm. Kể từ lúc trận chiến bắt đầu, Vương Trịnh đã 5 lần 7 lượt đụng độ với kiếm lực thiên ma. Vẹt máu khô trên bả vai phải chính là hậu quả của những đòn tấn công ác liệt đó. Ông ta chặn được hai chiêu thức đầu, nhưng lại sơ suất để đường kiếm thứ ba sượt qua. Vậy nên, nếu Thiên Điều Vân còn tiếp tục dùng tới công pháp này, đối đầu trực diện với hắn, thật nguy hiểm. Mọi thứ đang trở nên khó khăn hơn. Vương Trình cảm thấy sức nặng của hai thanh đại kiếm đang tăng dần trên tay mình. Ông ta vẫn đang cố sức chống chọi Nhưng nếu cứ đà này, Vương Trình không sớm thì muộn, cũng sẽ thất thủ. Nội lực của ông ta đã hao hụt dần. Như vân tiến tới, cố gắng xác định điểm yếu của đối phương, rồi lập tức vận hắc khí lực vùng thiên ma kiếm. Đòn này mạnh thật, hay! Vương Trình hô lên, giờ hai đại kiếm đỡ trả. Thiên Như Vân tiếp tục dồn dập tấn công. Vương Trịnh đột ngột, dậm mạnh chân xuống đất. Lập tức, gió trời cuốn cơ thể ông ta biến mất. Hả? Ngài ấy dùng khinh công? Đây là chiêu thức mạnh nhất của phong thần thuật pháp. Cho phép một người có thể đạp gió chuyển hướng. Ngay khi Vương Trịnh biến mất khỏi tầm mắt Thiên Như Vân, ông ta mau chóng suy nghĩ cho nước đi tiếp theo. Giờ điểm yếu duy nhất của ta, Điểm yếu duy nhất của ông ta là ở phía sau. Vương Trịnh vẫn hết sức lộn người, dùng tay phải vung kiếm ra sau, tạo một tấm khiên vững chắc. Quả thật, kinh nghiệm chinh chiến của ông ta chưa bao giờ sai. Ngay lúc đó, Thiên Điều Vân từ sau xuất hiện, đâm thiên ma kiếm. Do trúng đòn, Vương Trịnh bị lầy lùi ra sau những năm bước. Mặc dù đã vận toàn bộ sức mạnh để chặn đứng nó, ông Vân không thể chống chịu được Cô lực khủng khiếp này chiêu thức kia thật sự qua đối nguy hiểm Vương Trịnh lên một hơi thật sâu Rồi phả ra khói trắng Ông ta ngay lập tức Đào thải hàn khí thâm nhập vào cơ thể Dù đã dùng nội lực để tự vệ Nhưng hắc khí lực bao quanh thiên ma kiếm Vẫn dễ dàng đẩy lùi ông ta Thật khủng khiếp Cho dù Vương Trịnh có chặn được chiêu thức nguy hiểm này Hàn khí vẫn tràn vào lục phủ ngũ tàng của ông ta Vương Trịnh không ngờ Thiên Như Vân sẽ cùng lúc sử dụng hai dòng năng lượng để gây khó dễ cho mình như vậy. Ta phải đầu hàng thôi. Sau khi giao chiến tới gần 50 chiều thức, Thiên Điều Vân đã chứng tỏ võ công của mình cao cường hơn Vương Trịnh một bậc. Do bọn họ không dùng những chiêu thức quyết liệt để hạ gục nhau. Nhưng chừng đó đã đủ chứng minh trình độ của hai võ sư này. Thiên Giáo Chủ vẫn chưa dùng hết sức lực của mình. Đồng như Vương Trịnh nghĩ Điều Vân không dùng toàn bộ sức mạnh trong cuộc giao tranh này. Từ đầu tới giờ, Điều Vân chỉ sử dụng vòn vẹn vài công pháp của hiếu kiếm tà đao và kiếm lực thiên ma, chưa cần chạm tới đao thần tuyệt võ. Nếu một khi Thiên Điều Vân sử dụng chiêu thức này, chắc chắn kẻ thù sẽ chẳng còn đường sống. Dù vậy, đây vẫn là một trận tỉ thí mãn nhãn. Cả hai người họ đều không bị thương sao? Thật là quá đáng sợ mà. Trong khi văn cố đứng ngồi không yên Thì huyện phụng lộ rõ vẻ phấn khích Không giống với suy nghĩ của những người trong cuộc Đam đồng đứng theo dõi Lại khăng khăng trận đấu Phải phân chia thắng bại Vương Trịnh không lùi bước Nói với Thiên Điêu Vân Một đại võ sư Có thể biết được sức mạnh của đối thủ Chỉ qua vài đòn tấn công Ta thấy chúng ta đã tỉ thí đủ rồi Thiên giáo chủ Liệu ta có thể hỏi ngài một điều không? Tất nhiên rồi Nhờ Vân đáp Ngài có thể chỉ cho ta Về những gì mình giác ngộ được Khi đạt tới mức tuyệt đài võ sư Thượng cấp được không Thời gian vừa rồi Cũng đã đủ để chứng thực Năng lực của mỗi người Giờ điều duy nhất Vương Trịnh muốn biết Chính là chiêu thức mạnh nhất Thiên Như Vân có thể luyện được Sau khi đạt tới cấp võ này Dù rằng chúng có thể khiến ông ta nội thương Ông ta muốn cảm nhận được Sức mạnh của một võ sư luyện đến cảnh giới của võ lâm Người chắc chứ Ý ngài là sao Về này có thể sẽ vô cùng nguy hiểm đấy <laughs> Chờ lo về điều đó Dù quả thực so với ngài ta không bằng Nhưng ta vẫn là một trong ngũ đại võ sư giang hồ đấy Vương trịnh Trấn An Thiên di Vân Ông ta chưa sử dụng tới chiêu thức mạnh nhất của mình Vậy nên nếu mọi chuyện bất chắc Ông ta vẫn có thể tự vệ Ta hiểu Nếu đó là điều ngươi muốn Ta sẵn lòng giúp đỡ Thực chất Thiên Như Vân có muốn kiểm tra thực lực của mình Kiểm chứng những điều hắn ta tu được Sau khi trở thành một đại võ sư thượng cấp Rất lời Thiên Ma Kiếm trên tay Thiên Như Vân Lập tức tách ra Rồi hợp lại thành một vòng bảo vệ Của Thiên Như Vân Vương Trịnh lấy làm kinh ngạc khi thấy cảnh vừa rồi Có vẻ Thiên Như Vân Sẽ chỉ cho ông ta một pháp lực mới, chứ không phải kiếm thuật. Điều Vân trụm tay lại, hướng về phía Vương Trịnh. Ngài ấy định làm gì vậy? Như thế đọc được suy nghĩ của Vương Trịnh, Điều Vân cất lời. Ta đã học được tổng cộng hai điều. Dứt lời, Thiên Điều Vân phóng ra một dòng năng lượng mạnh tới nỗi, thổi bay vùng đồng bằng. Nguồn năng lượng trong hắn lạnh như băng, trải dài tới hơn nghìn dặm. Và rồi, nhưng mảnh băng đen kia Hợp thành băng kiếm Hệ như thuật pháp mà vương đô giao đã từng có Cái gì thế này Vương trịnh biết rằng Nhiều vân hấp thụ âm khí Nhưng không ngờ Chúng lại có khả năng tuyệt diệu nhường này Ông ta thốt lên kinh ngạc Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc Số lượng kiếm băng không ngừng tăng lên Trôi nổi giữa không trung Và xoay vòng quanh vương trịnh Ông ta ghi chặt Hai thanh đại kiếm của mình trong tay khả năng này quả thực vượt ngoài sức tưởng tượng của ông thiên giáo chủ thật quá phi phạm chỉ riêng thuật pháp này thôi cũng khiến thiên như vân mạnh ngang một đội quân hùng hậu phương trình quan sát kỹ hương đi của kiếm bằng nhưng chúng đột nhiên vỡ tan vương trình vốn đã phòng thủ kê lưỡng bàng hoàng hỏi chuyện này nghĩa là sao thiên giáo chủ ngài đang đùa ta sao không thưa ngài Vậy sao không để chúng tấn công ta? So với điều thứ hai ta giác ngộ, đó không phải thứ lợi hại nhất. Ý ngài là, ngày lúc đó, một luồng sáng xanh bao quanh thiên địa vần, các chùm sáng dần hội tụ lại, thành một thanh kiếm. Vương Trịnh chết lặng, nỗi tức giận vừa rồi lập tức bay biến. Thay vào đó, chỉ còn là nỗi kinh ngạc không nói nên lời. Không thể tin được, chùm sáng xanh kia, tạo thành một luồng khí lực. Thế nhưng đây không phải là khí lực đơn thuần, bởi nó không hình thành từ thanh kiếm hay từ nội lực trên tay. Cũng có nghĩa khí lực này mang năng lượng riêng. Bộ đại võ sư thượng cấp có thể khống chế khí lực qua khí kiếm thuật. Còn một tuyệt đại võ sư thượng cấp có thể tạo ra năng lượng cho khí kiếm. Sao việc này có thể cơ chứ? Nhờ vần phóng lực khí lên không trung mười hai cây khí kiếm dần dần được hình thành sau đó hắn ta quay sang nói với vương trịnh đây là những gì ta đã lĩnh hội với sự lĩnh hội võ công thâm sâu cuối cùng thiên niên vân đã luyện được thuật pháp quyền năng này ta chỉ có thể giữ được chúng trong khoảng một phút nhưng chừng đó cũng là đủ rồi giờ thì chuẩn bị đi như vân liền hướng tay về phía vương trịnh lập tức bởi hai thanh kiếm lực khí lao về phía ông ta vương trình sừng sốt vùng đại kiếm đỡ đòn ông ta giả sức duy trì khoảng cách nhưng bởi hai thanh kiếm lại lao về theo những hướng khác nhau dồn dập tấn công ông ta vương trình lại nhanh chóng phản công nhưng mũi tấn công quá nhiều chẳng khác nào phải đương đầu với mười hai đại võ sư cùng một lúc vậy một thanh gươm cưa qua lưng vương Trịnh. ông ta lập tức quay lại hòng phá hủy nó nhưng ngay cả khi thanh kiếm kia bị đánh bại, một thanh kiếm khác lại tiếp tục lao lên. Trong thế trận này, đi cả tự vệ thôi cũng khó rồi. Như kẻ đứng gần quan sát cũng tỏ ra khiếp sợ. Khi kiếm vốn là một thuật pháp rất mạnh, nhưng lại tiêu tốn quá nhiều nội lực, nên chỉ hiệu quả khi đối thủ yếu thế. Nếu một khi nó trở thành chân lực khí, thế cục dễ dàng bị lật ngược nhiều vân đứng từ xa, vùng tay ra lệnh. vương trình thì bị dồn ép, chật vật dùng sức chặn bởi hai thanh khí lực. ông ta dần đuối sức. vương đại nhân dần thất thế rồi. huyền Phùng thích thú la lớn. chưa kiến một ngũ đại võ sư giang hồ chật vật chống chọi như này, quả là ngàn năm có một. chết tiệt! vương trình kinh hãi, sức mạnh này là vô hạn sao? Có vẻ chỉ một sơ sót nhỏ thôi cũng đã đủ khiến ông ta mất mạng ông ta có thể chống trả trong vài giây đầu, nhưng càng về sau càng đuối sức, cứ liên tục phản công như vậy, cùng không đem lại kết quả gì. bởi chẳng biết khi nào thiên di vân bày mật khả năng điều khiển khí kiếm. không, ta không thể cố thêm được nữa rồi. sau một hồi cật lực chống trả, cuối cùng vương trịnh hét lớn: thiên giáo chủ dừng lại đi! tức thì nên thanh kiếm cũng đồng loạt dừng lại giữa không trung. Vương Trịnh thả tuần hai thanh đại kiếm, mồ hôi đầm đìa trên trán. Ông ta thật sự rất mệt. Thiên Điều Vân nhìn Vương Trịnh và hỏi, Ngài tiếp tục được chứ? Vương Trịnh thân thờ nhìn Thiên như Vân rồi lắc đầu. Hờ, ta chịu thua, Ngài đã thắng, Thiên Giáo chủ à? Vương Trịnh đầu hàng, trước những lời đó, Như Vân mỉm cười. Một trong ngũ đại võ sư Giang Hồ Đã chấp nhận thất bại Trước Thiên Như Vân Hết trường 332 Chúng ta cùng nghe tiếp Trường thứ 333 Trở về Ma Giáo Tại dãy Tam Sơn Phía Nam Khang từ Cung Đời đó có sông Dương Giả Ngày đêm trôi chảy Uốn lượn qua các dãy đuối Rồi chia làm hai ngả Ở đó có ba đỉnh núi cao ngả về phía bắc và nam, vì vậy nên được mệnh danh là dãy Tam Sơn. Gần đó, một điện phủ lớn ngự trị. Thông thường, mọi biệt phủ đều được đặt một cái tên, nhưng ở đây thì hoàn toàn không có. Bức tường thành bên ngoài, nhưng bao quanh một mê cung khổng lồ, với hơn 26 chính phòng lớn nhỏ chảy quanh, và ở trung tâm biệt phủ chính là chính cung. Bên trong thư phòng, một người đàn ông trung niên mắt phượng hẹp tóc dài đang lắng nghe từng lời báo cáo về mặt hắn có chút không hài lòng Một hồi hắn cất lời y người là cổ trùng đã làm hại chết lê bách sao đúng vậy thưa ngài và ngươi cô không tới đó và đưa nó về đây ư hắn chỉ nói từ nó nhưng người kia đã hiểu y hắn là gì thưa đó không gì khác ngoài kho báo sư tổ bọn họ để lại không thưa ngài người kia trả lời và ga trung niên giận dữ đập tay xuống bàn nằm đấm của hắn ta mạnh đến nỗi cả chiếc bàn vỡ tan ngay tức khắc đây là lần đầu tiên hắn lộ rõ sự không hài lòng như vậy người kia đầm ra run rẩy sợ hãi chỉ ít người cũng phải xuống đó và đưa người về chứ xin ngài hay tha mạng người đàn ông trung niên vô cùng phấn uất trước cây chết Lê Bách. Cũng chính bởi vì hắn ta là anh trai của người này, Lê Quốc. Sau đó, chúng ta đã lập tức cờ gián điệp quanh khu vực này tham gia tìm kiếm, đều vẫn không thể phát hiện được thi thể của kiếm thủ hay bất kỳ thuộc hạ khác của ngài ấy. Lê Quốc nhíu mày. Cái gì? Toàn bộ kiếm hội đều mất tích ư? kiếm hội là một nhóm gồm 150 quân đặc trùng tinh nguệ. Đứng đầu là một đài võ sư trung cấp. Riêng sức mạnh của kiếm hội cũng có thể xóa sổ 3 đến 4 tông phái chỉ trong vòng một đêm. Không phải tất cả thương ngài, 105 người mất tích, trong đó 59 thi thể được tìm thấy ở địa bàn của Thiên Lam Huynh Đệ Hội. Thiên Lam Huynh Đệ Hội là bọn chúng làm sao? Lê Quốc tỏ ra ngờ vực. Sau khi Lê Bách được phái đi làm nhiệm vụ ở kiếm vực, hắn đã thăm dò những môn phái đang đóng quân và hoạt động ở khu vực này. Bọn họ phát hiện một trong số người của mình đang ở trong biệt phủ bí mật kia. Nhưng điều quan trọng hơn cả, quân số của bọn chúng chỉ vòn vẹn 40 người. Không thể nào, chừng đó không đủ để đánh bại được kiếm hội của chúng ta. Cũng không có dấu hiệu nào cho thấy các giáo phái khác nhúng tay vào việc này, thưa ngài. Như thế, có bàn tay ai đó đã sắp đặt vậy. À, kẻ nào lại dám xen vào chuyện của ta cơ chứ? Bọn họ luôn theo sát nhất cử nhất động của toàn giới võ lâm. Từ ta phái, ma giáo, đến lưu lâm tộc của chính phái, thậm chí cả tổ chức bí mật thiên lam huynh đệ hội bọn họ lập ra, cũng được dõi theo cẩn mật. Tất cả đều không có động thái gì đáng ngờ nếu chúng ta chẳng còn lấy nổi cuốn sách Thì tiểu đệ ta chết vô ích rồi Điều khiến hắn giận dữ hơn cả Chính là em trai hắn đã phải bỏ mạng Mà chưa lấy được bất kỳ thông tin gì Nếu hắn tìm ra được kẻ đứng sau chuyện này Hắn thề sẽ xé tên đó thành trăm mảnh Người đàn ông báo cáo tình hình Bỗng nhiên lấy ra một thứ gì đó dắt bên hông Tôi biết ngài đang giận Nhưng xin hãy bình tĩnh Đao thủ dặn ta được cái này cho ngài Cái gì đây Đó là một cuộn giấy bọc ngoài bằng lụa đỏ Theo họa tiết kim long Cả sợi dây cồn cũng lấp lánh ánh kim đều ta đang chờ đợi Cuối cùng cũng tới Lê Quốc nhanh chóng tháo dây Mở cuộn giấy ra đọc Nét chữ rất đẹp Quê thư còn được đóng dấu vô cùng trang trọng Vậy là Giai đoạn thứ ba của đại kế sẽ được chính thức bắt đầu. Đôi bắt hắn sáng lên vì phân khích. Hắn ta đã đợi ngày này từ rất lâu rồi. được đáng tiếc thay, hắn không có em trai ở đây để cùng tận hưởng niềm vui này. Sau khi đọc ký lá thư, Lê Quốc nhiêu mày suy ngẫm. Vịnh Tông Huyền ư, chứ không phải ở tầng hầm của nơi đó nữa sao? Ta nghe nói hiện giờ ở kia không thích hợp. Người kia trả lời. Dù sao thì, chúng ta cũng không cần phải mạo hiểm làm gì, không sao. dù địa điểm có thay đổi thì kế hoạch vẫn sẽ như cũ thôi. lệ Quốc siết chặt tay, ám khí đang hừng hực sôi trong lòng hắn. vùng hồ nam tại tiền đồn phía bắc của ma giáo, một người phụ nữ lớn tuổi vừa ghi chặt một đứa bé trong ngực, vừa không ngừng khóc than giêng gì bà ta chính là đại thần y gia quốc thu. Bà khóc nhiều tên nỗi, khuôn mặt cũng đỏ dần lên, cầm mắt sừng húp. Còn đứa trẻ trên tay bà cũng không ngừng ẩm ý bởi tiếc ồn vang khắp lầu hai của khách sành. Trước mặt họ, một người đàn ông đeo bịt mắt, nghiêm trang đứng nhìn. Đó chính là tứ trưởng lão Dương Gia Khoa. Gia quốc thu đã khóc suốt gần được canh giờ, khiến cho đứa trẻ cũng bị đánh động. Chốc chốc lại gào khóc theo Bà ta phải đau lòng lắm Lý do đại thần y khóc thảm thiết tới vậy Không gì ngoài cái chết của cháu gái mình Gia Mỹ Yến Không một ai có thể yên lòng Khi biết người thân của mình Sẽ không bao giờ trở về nữa Dương Gia Khoa hiểu Và cảm thông cho bà Nhưng dẫu sao chuyện này cũng khá rắc rối Ông ta không ngờ rằng Đại thần y có thể khóc ròng rã Mấy ngày trời như vậy Một lúc lâu sau Gia quốc thù ôm cẩn thận đứa trẻ trên tay Vượt về khuôn mặt lạnh ngắt Của Gia Mỹ Yến và thầm thì Sao chúng Sao chúng dám giết cháu gái ta Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng Bọn họ nói rằng Chính Thiên Lam huynh đệ hội Đã giết cháu gái đại thần y Dù đây không phải sự thật Nhưng việc này Sẽ tạo lợi thế cho bọn họ Bởi nếu Gia Mỹ Yến trở về lành lặn Chắc chắn nàng sẽ tìm cách cản đường bọn họ. Chỉ ít bà ta vẫn còn đứa trẻ này. Sự sống của đứa trẻ này là điều vô cùng quan trọng. Bởi Gia Quốc Thù đã phải chịu nhiều đau thương trước cái chết của cháu gái mình. Sự hiện diện của đứa trẻ sẽ giúp bà ta không đưa ra quyết định hồ đồ. Có thể bà sẽ tiếp tục sống để tiếp tục nuôi dưỡng người thân duy nhất trong gia tộc này. Đám tàn độc đó. Gia Quốc Thù gào lên Ba Long đầy thù hận Đoạn đại thần y ngẩng lên nhìn Dương Gia Khoa thầm nghĩ Cứ dư lấy sự hận thù này Vì ma giáo đi Thật tệ khi lợi dụng bà ta theo cách này Nhưng bọn họ không phải là chính phái Mà là ma giáo Cùng lúc đó Tại y quán bên trong bồn quan tiền đồn Có một căn buồng Với vô số giường bệnh Trên một chiếc giường Vương Đô rào đang ngồi nói chuyện với một người. Ông ta chính là song kiếm võ vương trịnh. Hiện giờ, nàng da giải đã hồng hào, thể trạng cũng đã khá hơn. Vương trịnh trông thấy con gái mình tiến tới tốt, lê làm hạnh phúc khôn cùng. Mặc dù tóc nàng vẫn bạc, nhưng đó không phải là vấn đề. Vương trịnh đã chờ đợi giây phút này rất lâu rồi. Dạ Yến, con gái chúng ta thật xinh đẹp Vương Trịnh thầm nhủ Khi đô giáo đã bình phục vẻ đẹp của nàng như tăng thêm bội phần Nàng vốn đã vô cùng xinh đẹp Nhưng giờ nàng chẳng khác nào Một đo hoa kiểu diễm thu hút mọi đàn ông Vẻ đẹp của nàng phải thuộc hàng tam đại mi nhân giang hồ Vương Trịnh vẫn húng hắng hò từ trước tới giờ Thật là tốt khi thấy con bé khỏe lại Nhưng cách đây không lâu Bọn họ vẫn còn thoải mái nói chuyện Nhưng giờ không khí đã vô cùng nặng nề có một điều mà cả hai người đều ngại nói ra nhưng đây là thời khắc thích hợp để chữa trị cho bệnh tình của mình vương đỗ giao buộc phải ngủ cùng với thiên như vân vương trịnh hiểu và cảm thông cho chuyện này quả thực sau phương pháp này đầu Giao đã tỉnh lại và mơ hồ nhớ lại những gì đã xảy ra nhưng dù mục đích là gì đi chăng nữa một khi đã quan hệ với nhau thì bọn họ buộc phải thành thân thiên giáo chủ là một người không tội. Thoạt đầu, Vương Trình còn tỏ ý bất an khi dùng phương pháp này để cứu lấy con gái. Nhưng càng tiếp xúc với thiên điều vân, ông lại càng có thiện cảm với hắn. Điều vân có vẻ là một người phù hợp cho con gái ông. Ngày ấy còn là một võ sư vô cùng cường mạnh. Sau trận tỷ thí, Vương Trình mới thực sự thấy như Vân là một quái nhân. Hắn vẫn còn trẻ, Vậy mà có thể đánh bại được vương trình, ngay cả khi ông ta chưa sử dụng hết công lực của mình, cũng không thể phủ nhận được việc ông ta đã thất bại. Biển Đông cũng còn một tên quái vật khác, nhưng xét cho cùng, Thiên Giáo Chủ mới là một võ sư mạnh nhất giang hồ này. Trong võ lâm, số người được vinh danh là Đại Võ Sư Giang Hồ từ không nhiều. Dù cho tuổi đời của hắn còn rất trẻ, nhưng hoàn toàn không thể loại bỏ khả năng Thiên Diêu Vận sẽ trở thành một trong số đó. Chưa kể hắn còn là người đứng đầu một trong ba giáo phái lớn nhất võ lâm. Con gái ông ta sẽ an toàn khi ở bên Thiên Diêu Vận. Ta biết con có thể không thích việc này, nhưng biết đâu ngài ấy là định mệnh của đời con. Ông ta biết rằng con gái ông rất có thể khước từ điều này. Đừng không còn sự lựa chọn nào khác. Ông không muốn con gái mình Phải sống cô độc hết đời này Nghĩ vậy Vương Trịnh liền quyết định và cất lời à, Đô Giao à Cha Hả Có vẻ Đô Giao cũng có điều muốn nói Đó là lý do tại sao nàng Luôn nhìn xuống Tranh đi ánh mắt của cha mình Sau một thoáng lương lự Nàng cất lời Còn nghe nói cha đã thua thiên giáo chủ Đúng vậy không Vương Trình cao mày Ông không dám nói chuyện này với nàng Bởi là một võ sư Đồng thời là một người cha Ông có lòng tự tôn nhất định Ai nói với con việc đó Một kẻ tên Huyền Phụng Đã nói cho con à, Cái tên ngu ngốc này Vừa nghe đến cái tên Vương Trịnh giận tái mặt Ông ta không ngờ rằng Huyền Phụng Sẽ nói với con gái ông Về kết quả trận đấu Xem ra lúc tới tìm đại thần y giao quốc thu hắn đã thản nhiên tiết lộ chuyện này với đỗ giao ít ra đô giao chưa kể lại việc huyền phụng xưng hồ với mình là phu nhân cứ như thể nàng đã thành thân với thiên như vân vậy nàng cố tình không đề cập tới việc này vậy là đúng rồi phản ứng của ông đã chứng tỏ điều đó đô giao vô cùng bất ngờ phụ thân nàng là kẻ kiệm lời nhưng đôi lúc vẫn bộc lộ cảm xúc Cách hành xử của ông đã chứng tỏ thất bại của ông trước Thiên Như Vân. Vương Trình vô cùng tức giận khi biết huyền phùng tọc mạch chuyện riêng của ông ta. Nhưng ông ta vẫn hết sức kìm nén, cố gắng nói điều quan trọng trước. Đô rào, ta... Tà... Phụ thân à, con quyết định rồi. Nếu người cho phép, con muốn đi cùng Thiên Giáo Chủ. Sao cơ? Khi nghe con gái tuyên bố muốn đi theo Thiên Như Vân, Vương Trịnh ngẩn người vương trịnh chết lặng trước quyết định bất ngờ của con gái ông do Vương đô giào đã nói ra những lời vương trịnh mong muốn nhưng chứng kiến con gái mình thẳng thắn như vậy khiến ông ta cảm thấy chút lúng túng đối với ông đô giào không phải là người dễ dàng khuất phục trước nam nhân dù thiếu thốn tình thương của mẹ ngay từ nhỏ vương trịnh vừa luôn chăm sóc và nuôi dạy nàng rất tốt có phải con nói vậy vì ta đã thất bại trước thiên giáo chủ không? Nếu lý do thật sự là như vậy, mọi chuyện sẽ thật đáng thất vọng và đau xót. Thế nhưng vương đô Giào, người lâu nay hành tẩu giang hồ, gặp qua biết bao cao nhân, đã cũng phải công nhận một điều rằng, thiên điều vân không chỉ là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, lại còn có võ công thâm sâu, nội lực cao cường, nhưng những gì nàng nói sau đó còn khiến Vương Trịnh kinh ngạc hơn cả. Phụ thân à, không phải như vậy. Người nghĩ chỉ vì lẽ đó khiến con phải nghiêng mình trước thiên giáo chủ sao? Vậy thì tại sao chứ? Huyền Phụng và Phạn Ca nói rằng thiên giáo chủ đã sớm có ý chung nhân, đều vẫn tình nguyện giúp con. Có vẻ như đô giáo đã biết hết mọi chuyện, Vương Trịnh cũng rất do dự. Không biết nên bà lời với nàng sao cho phải Nhưng xem ra Con gái ông ta đã biết trước rồi Khi cha đã có ý chung nhân Đưa ra quyết định này đâu dễ dàng Mặc dù mục đích cha làm Có là cứu một mạng người Vương Đô Giao đỏ mặt Vương Trịnh thì cau mày Bởi một sự ghen tị vô cớ Còn vẫn còn bận tâm Về vấn đề đó sao Ta đã nói với con rất nhiều lần rồi đàn ông trên đời này không đơn thuần và ngay thẳng như con nghĩ đâu tất nhiên vương trình biết rõ thiên như vân không phải loại người đó bởi hắn ta quan tâm tới văn cố hơn cả thế nhưng dâu dào ông ta vẫn phải nói cha cũng là nam nhân mà ta đâu giống những kẻ khác chứ hiểu được nỗi lo của vương Trịnh đô ra mỉm cười dĩ nhiên rồi người đâu thể giống với những kẻ khác được được con nghĩ, người hiểu lầm ý con rồi. Hả? Còn, con không nói là con sẽ thành thân với thiên giáo chủ vì đã làm việc đó. Sao cơ? Phương Trịnh như mày, chưa câu nói bất ngờ của đô Giao. Nếu nàng không nghĩ tới việc thành thân cùng giáo chủ, vậy tại sao nàng lại đồng ý theo hắn vào ma giáo? Đô giáo tiếp tục. Thiên giáo chủ đã cứu mạng con nếu không nhờ ngài ấy cứu giúp sao con có thể ngồi đây sao con có thể quên đi ơn này được chứ đô giao ý con là mọi thứ dần chảy hướng có vẻ như đô giao muốn trở thành thuộc hạ của thiên Điêu vân chứ không phải một phu nhân chân chính đúng vậy thưa phụ thân con muốn trả ơn cứu mạng này bằng cách gia nhập ma giáo người vân luôn dạy có ơn thì phải trả mà Vương Trình thở dài trước lập luận của Đô Giao. Ông ta không ngờ con gái mình sẽ hành xử theo cách này. Đô Giao à, con biết mình đang nói gì không thế? Ta sẽ thẳng thắn với con. Dù con là cứu mạng con đi nữa, thì chuyện của con và thiên giáo chủ đã xảy ra rồi. Và lại, con không muốn thành thân với ngài ấy sao? Con chỉ muốn gia nhập ma giáo thôi ư? Phụ thân à, xưa nay con vốn quen hành tàu giang hồ con không muốn kết thân với một người vì đã qua đêm với người đó hơn nữa ngài ấy có ý chung nhân rồi mà vớ vẩn việc ngài ấy có ý chung nhân đâu thể ngăn cản con trở thành phu nhân còn là con gái của vương trịnh này tại sao con lại phải làm thuộc hạ cho kẻ khác chứ vương trịnh luôn có rất nhiều kẻ thù bản thân ông ta cũng sống một cuộc đời ẩn giật dù thế Ông ta vẫn là một trong ngũ đại võ sư giang hồ Ông ta có danh tiếng cùng địa vị Nên Vương Trịnh gia nhập bất kỳ giáo phái nào Chắc chắn ông ta sẽ được đón chào nhiệt tình Nếu còn không vui vì phải làm nhị phu nhân Ta sẽ đi nói chuyện với thiên giáo chủ Nên Trời ơi Đó không phải là lý do Nghe con này Vương Đô Giào giận dữ ngắt lời Chứng kiến con gái Vốn chưa bao giờ lên giọng với mình Vương Trịnh chết lặng. Phụ thân à, nếu người phải thành thân chỉ vì đang ngủ với một người, thì mọi phụ nữ trên đời này sẽ gặp nguy mất đấy. Mọi đàn ông trên đời này sẽ quan hệ với nữ nhân để ép họ gả cho mình. Đô Giáo rất bản lĩnh và thông minh. Lời phản biện của nàng vô cùng thuyết phục, để nội Vương Trịnh không thể nói gì hơn. Con không phải loại phụ nữ kiểu đó. Hơn nữa con cần hiểu rõ Đôi phương trước khi quyết định thành thân với họ. À, còn nói phải. Vương Trịnh đáp và đô giao tiếp tục. "Và con cũng muốn phụ thân và phạn ca sẽ đi cùng con." "Cái gì? Người đã hứa sẽ bảo vệ con cùng phạn ca như đúng ước nguyện của mẫu thân mà." Xét cho cùng." Đô giao muốn cả ba người họ cùng gia nhập ma giáo. Vương Trịnh ngẩn người kinh ngạc. Mất một lúc mới lấy lại lý trí Lúc đầu ông ta chỉ thấy con gái mình Có suy nghĩ hết sức đường đột Nhưng hoàn toàn không phải vậy Đố giao à Dù nàng có đang la hét phản đối Nhưng ẩn sâu trong đôi mắt nàng Là niềm hy vọng thoáng chút sự lo lắng Vương trịnh cuối cùng Cũng hiểu được ý định của con gái Con luôn luôn lo lắng cho chúng ta Khi phải lần tránh tà phái cùng chính phái Chúng ta tới ma giáo Có lẽ sẽ an toàn hơn đấy Vương Trịnh Chịu kiếp sống ẩn giật Bởi muốn bảo vệ hai đứa con của mình Cho đến giờ Ông ta chưa dám để lộ danh tính Với bất cứ ai Ngay cả khi ông đã là một võ sư Tiếng tăm lừng lấy Chỉ duy nhất khi ông phát hiện Con gái mình bị bắt đi Vương Trịnh mới hé lộ thân phận thật Chính việc này khiến đô giáo vô cùng xót xa Phụ thân nàng vốn dĩ có đủ quyền lực và danh tiếng để sống một cuộc sống tận hưởng nhưng ông lại hy sinh tất cả vì hai đứa con nếu ta đã nói tới mức này chắc chắn cha sẽ nghe thôi yêu giao tự nhủ nàng được vương trịnh nuôi dưỡng và chỉ bảo từ nhỏ lớn lên cũng học được tính cẩn trọng chắc chắn của phụ thân nàng luôn biết đưa ra lý lẽ thích đáng để thuyết phục mọi người Thay vì cô chấp cước ép người khác nghe theo Phụ thân nàng xuất thân từ chính phái Nên ông không có nhiều thiện cảm với ma giáo Nhưng sau cùng Bọn họ nhận ra rằng Ma giáo cũng không khác Những thế lực khác là bao Con gái ta thật biết điều và chu đáo Gia Yến à Con bé đã trưởng thành lên rất nhiều rồi Vương Trình cảm thấy ấm lòng Khi hiểu được tâm tình của Đô Giao Ông nhận ra rằng ép đô giáo thành thân với giáo chủ ma giáo là một việc làm hết sức giải dột Tốt hơn hết là nên đi theo ý kiến của nàng. À, nếu ý con đã vậy, ta cũng không thể nói gì hơn. Nếu bản thân con đã không có cảm tình với thiên giáo chủ, và hị cứ làm những gì mình muốn đi. Vương Trịnh dù vẫn lo, đường gương mặt đã tươi tỉnh lên không ít. Ông ta đặc biệt phấn khởi vì hiểu ra rằng con gái vẫn luôn quan tâm đến mình không màng tới người đàn ông mà nàng đang ngủ cùng chưa được bao lâu lời nói của đô giao lại khiến vương trịnh cau mày còn cũng không rõ nữa hãy cho con chút thời gian con sẽ suy nghĩ thêm về chuyện này đô giao thẹn thùng nói đoàn cúi mặt quay đi vương trịnh nhíu mày rồi phá lên cười, <cười> chương thứ 335 và các bạn nghe tiếp chương thứ 336 Ở Tiền Đồn, tại Khách Sành, Thiên Điều Vân đang nói chuyện với nhị trưởng lão Dương Mộ Hà. Bà ta đã rời khỏi Tiền Đồn trong suốt một ngày vừa qua và mới có mặt tại đây nửa tiếng trước. Trước khi đến Dung Hảo Gia, Điều Vân đã kể lại những triệu chứng bệnh cho gia quốc thu nhưng không hề tiết lộ danh tính của bệnh nhân như vân đã quét dữ liệu trên người thiên lưu tuyên nên hắn có thể nắm bắt được tất cả những điều bất ổn trên cơ thể sau khi nghe thiên lưu vân kể lại gia quốc thu cho rằng đó là do tổn thương trong tim gây ra trong giáo phái người có những loại thảo dược này không may mắn thầy khi tìm hoa anh túc thiên như vân đã nắm được hầu hết các loại thảo dược trong giáo phái Hắn biết mình còn thiếu những gì Và đã lệnh cho Dương Bộ Hà Đi tìm những loại thảo dược Mà gia quốc thu cần Những gì được bày trên bàn Là thứ mà Dương Bộ Hà đã tìm được Ta đã hoàn thành nhiệm vụ Nhưng xin hãy thư lỗi cho ta Vì đã không có mặt Khi mọi việc xảy ra Thưa giáo chủ Không sao Mọi chuyện đã được an bài rồi Dù Dương Mộ Hà có đến Thì cũng chẳng thể thay đổi được điều gì vì việc chữa trị cho đến cuộc tỉ thí với vương trịnh đều xảy đến bất ngờ dương bộ hà quỳ xuống rồi nói và chúc mừng ngài vì đã trở thành một trong những võ sư mạnh nhất võ lâm như bà nói như vân đã chiến thắng trong cuộc giao tranh với vương trịnh song kiếm võ và đã giành được danh hiệu ngũ đại võ sư võ lâm Thì liêu tuyền có được danh hiệu này khi dùng đào huyết ma thuật pháp nhưng với thiên như vân đây chỉ là một cuộc tỷ thí bình thường Và cả hai đều đã tung ra những tuyệt chiêu mạnh nhất của mình Dương Bộ Hà rất vui khi nghe tin này Chúng ta đã có tất cả những gì mình cần Để lúc trở về giáo phái rồi Chuyện đi dài hơn dự tính Vì Thiên Như Vân phải đối mặt với nhiều vấn đề phát sinh Nhiệm vụ duy nhất còn lại là đưa Đại Thần Y về với giáo phái Đầu lúc đó có tiếng gõ cửa vang lên Giáo chủ, có khách vào đi như vân nói và một người đàn ông trẻ vẫn y phục đen bước vào sau đó hắn quỳ xuống tà lễ giáo chủ vạn tuế người là ai như vân hỏi và người kia trả lời thưa giáo chủ hoàn trưởng lão có tin khẩn hoàn trưởng lão ư người kia là một thành viên của đội tình báo hoàn nhi quản lý nếu bọn họ lộ diện như này chứng tỏ là có một tin tức hết sức quan trọng. Thông thường, đội tình báo thường dùng truyền âm để gửi tin tức. Chỉ khi có thông báo chính thức, bọn họ mới trực tiếp gặp mặt như này. Sau khi nghe lời truyền âm của người kia, Điều Vân sướng sở. Chúng ta phải trở về ngay lập tức. Tin báo rằng, Thập Vạn Sơn có khách, nhưng vị khách bất ngờ. Chiều hôm đó, Điều Vân ra lệnh cho mọi người, ngay lập tức trở về ma giáo. Khi đi, Điều Vân sử dụng ngựa, nhưng lần này trở về Hắn đã chuẩn bị thêm một cố kiểu Họ vốn đã lên kế hoạch Làm đám tang cho Gia Mỹ Yến Cháu gái của Gia Quốc Thu Trước khi trở về Nhưng tình thế buộc họ Phải vội vàng rời đi Địa Vân đã hứa hẹn với Gia Quốc Thu rằng Sẽ tổ chức đám tang lớn hơn trong ma giáo Chính vì thế Họ phải chuẩn bị một cố kiểu Để đưa quan tài của Gia Mỹ Yến Còn Gia Quốc Thu Thì chăm sóc cho đứa bé đồng thời túc trực bên cố kiểu đó. Chuẩn bị xong xuôi, họ bắt đầu lên đường. Như vân sau đó, đã đến y quán cùng với hai vị trưởng lão Dương Mộ Hà và Dương Gia Khoa, tên gặp vương gia bản chuyện. Ta muốn xử lý luôn chuyện này trong lúc chuẩn bị đám tang. Vương Trịnh nhắc đến việc thành thân sau so việc xảy ra với Đô Giao và Thiên Như Vân. Dù Đô Giao là người duy nhất mà Văn Cố cho phép, Điều vận vẫn phải cùng Vương Trịnh giải quyết vấn đề Bởi họ phải gấp rút trở về Nên kế hoạch vì thế mà thay đổi Nếu khi Thiên Điều Vân tới y quán Điều bất ngờ đã xảy ra Sao có thể như vậy chứ Dương Mộ Hà và Dương Gia Khoa Há hốc mồm vì kinh ngạc Vương Trịnh, Vương Phản Và Vương Đô Giao Đồng loạt quỳ xuống xin gia nhập vào ma giáo Ngài Vương Trịnh Thiên giáo chủ xin hãy chấp nhận chúng ta đây là điều duy nhất ta có thể làm để trả ơn ngài vì đã cứu mạng con gái hãy để ta làm điều này thật ngạc nhiên biết bao dương gia khoa khá vui mừng vì chuyện này thực chất ông muốn thiên như vân thành thân với đô giao để lôi kéo vương trịnh về phe họ nhưng cuối cùng họ đã tự nguyện tham gia vào giáo phái ta không ngờ tới chuyện này như vân có vẻ bất ngờ nếu vương gia tự nguyện gia nhập Thì sẽ tốt hơn là phải thành thân Nhưng hắn vẫn tò mò Không hiểu lý do họ làm vậy Đây là ý nguyện của nàng ấy sao Địa vân quay sang nhìn đô dao Khi ánh mắt họ chạm nhau Đô dao ngay lập tức đỏ mặt Rồi thẹn thùng liếc đi Dù sao hắn cũng là người mà nàng từng qua đêm cùng Với phản ứng kia Chắc hẳn nàng phải có tình cảm đặc biệt với Thiên Như Vân. Bông nhiên, Như Vân nhận được lời truyền âm của Vương Trịnh. Thiên giáo chủ, chúng ta sẽ nói về việc thành thân sau. Để ta nghĩ, cả người nên tìm hiểu lẫn nhau trước. Đúng chứ? Điều này đã khẳng định suy đoán của hắn. Chắc chắn chuyện này là do Vương Đô Giao. Thật bất ngờ. Ta chưa từng nghĩ đến chuyện này. Nàng rất đẹp. Nhưng ngoài văn cố Nhiều vân không có hương thú với người phụ nữ khác Hắn không có tình cảm với đô giao Nhưng hắn khá hiếu kỳ Bởi đô giao không giống với những người phụ nữ khác Cùng điều văn cố vậy như vân gật đầu Được thưa ngài Vương Trịnh vui mừng khi nghe được câu trả lời như vân sau đó cúi đầu Đương nhiên ta sẽ chào đón Xong kiếm võ vào ma giáo Xin hãy gia nhập cùng chúng ta và giúp ta chân hưng giáo phái này vương trịnh vui vẻ nói đa tạ đa tạ vì đã chấp nhận chúng ta giáo chủ vậy là vương trịnh đã chính thức trở thành thuộc hạ dưới trướng thiên điêu vân cùng lúc đó tại phía bắc hồ nam cung có một đoàn người đang đi về hướng thập vạn sơn đi giữa đám người ấy là một cố kiểu được trang trí xa hoa cùng với vô số linh gác đi bên cạnh Bọn họ không phải võ sư Mà là binh lính hoàng gia thực thủ Lá cờ đỏ dương cao con dấu hoàng gia Chúng ta cùng nghe tiếp Trường thứ 337 Thánh chỉ Thập vạn sơn Có hàng trăm đỉnh núi cao chót vót Giữa chốn ấy Có một người đang vun vút lướt qua những tán cây Với người thường Trông hắn như thể một cơn gió vậy Người đang sử dụng khinh công tuyệt đỉnh ấy chính là giáo chủ ma giáo Thiên Điêu Vân. Mỗi bước đi của Thiên Điêu Vân đều khiến xung quanh thay đổi. Sau khi hắn trở thành tuyển đại võ sư thượng cấp, khinh công hắn thậm chí còn vượt trội hơn đại hộ pháp Ma La Kiếm, người được mệnh danh là Phong Thần. Điêu Vân đã trở nên mạnh mẽ và nhanh hơn rất nhiều. Hắn đã chạy không ngừng nghỉ suốt hai ngày rồi. Ta phải nhanh lên. Điêu Vân lo rằng bệnh sẽ không đến kịp. Theo như tin khẩn mà hắn nhận được hai ngày trước vị khách đó sẽ đến ma giáo cùng trong vòng hai ngày tới nếu dùng kiệu đi từ tốn thì phải mất ba ngày mới tới được ma giáo nên thiên như vân đã quyết định đi trước giáo chủ chúng ta sẽ đi cùng ngày hai trưởng lão tình nguyện hộ tông hắn nhưng thiên như vân dặn họ ở lại và đưa ra quốc thu theo nếu hai người họ đi cùng Như vân sẽ phải đi chậm lại để họ có thể bắt kịp nên đi một mình sẽ nhanh hơn. Thực chất khi xuất cùng, Như Vân đã thông báo rằng mình phải bế quan, nhưng với những vị khách này, hắn buộc phải trực tiếp nghênh đón. Nhanh hơn nữa, Như Vân lại tăng tốc. Sau khi đi qua hàng trăm ngọn núi, Như Vân chỉ còn cách cung điện khoảng 10 dặm. Lúc này, hắn bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa nhẹ nhàng vang lên từ mặt đất. Hắn tập trung vào các giác quan của mình và cảm nhận được rất nhiều người gần đó. Nhiều vân liền nhìn về hướng đoàn người đang đi. Nhiều vân dừng lại dây lát và leo lên một ngọn cây cao để quan sát họ. Giữa đoàn người có một cố kiệu vàng lộng lẫy và lá cờ đang dương cao kia có dấu ấn hoàng gia. Vậy họ đến từ cung điện hoàng gia. Có rất nhiều linh gác quanh khu vực đó. Phải có tới ba nghìn người ở đây. Nhiều vân tò mò. Ta nghe nói hoàng gia không bao giờ can thiệp vào chuyện của võ lâm để những người lính kia đã được huấn luyện võ thuật có khoảng ba trăm người đang canh gác quanh cố kiểu kia bọn họ đều là các võ sư thượng cấp hoặc đại võ sư hạ cấp và hắn ta là dân đầu đoàn canh gác là một người đàn ông đang cưỡi ngựa hắn bằng áo giáp màu cam võ công của hắn khác hẳn với những người khác hắn là một đại võ sư trung cấp Um, một vị tướng quân ở trung cấp đại võ sư. Thật kinh ngạc, hắn không ngờ trong quân đội hoàng gia lại có một võ sư cao cấp đến thế. Bên cạnh hắn còn có một người thanh niên trẻ tuổi đeo dây lưng hoàng kim. Có lẽ đó là trung úy. Hắn yêu hơn người đang cưới ngựa kia, nên cũng là một đại võ sư hạ cấp. Hai người đó khác hẳn những kẻ khác. Nano phóng to lên. Đang phóng to vào đối tượng, giờ đây như vân đã có thể thấy rõ hai người họ hắn thấy tương quân kia có vẻ rất đào mạo và mạnh mẽ chắc hẳn hắn phải là người có tước vị cao Điều vân cảm thấy lo lắng hơn về người trung úy kia hắn có một khí chất khác có vẻ như hắn không xuất thân từ quân đội mà là quý công tử của một gia tộc giàu có và người trong kiểu kia là ai Điều Vân có thể cảm nhận được sự hiện diện của một người trong cố kiểu Nhưng người đó không phải võ sư Ồ, ta sẽ sớm biết thôi Sau khi quan sát họ Điều Vân lại vội vàng đi về phía nam Để có thể về ma giáo đón tiếp những vị khách này Cùng lúc đó, ở Bắc Môn Ma Giáo Cung Các giáo đồ đang bận rộn Chuẩn bị để đón tiếp vị khách đặc biệt đến từ Hoàng Cung Con đường được phủ lụa lộng lẫy và mọi người vẫn đang tiếp tục trang hoàng đường phố. Trên tường thành, một người đàn ông vẫn y phục lụa đỏ có theo hồ điệp đang trông về phía bắc, có vẻ như đang đợi ai đó. Ngày ấy vẫn chưa trở về sao? Đó chính là thất trưởng lão Hoàn Nhi. Ông ta trang điểm đậm hơn thường ngày. Hoàn Nhi đang nhìn về phía phương bắc với vẻ lo lắng. Sau lưng ông, bỗng có một người leo lên tường thành. Đó là đại hộ pháp ma la kiếm với chiếc mặt nạ được chạm khắc độc đáo giáo chủ vẫn chưa trở về sao ma la kiếm hỏi và hoàn ni lắc đầu chưa đội quân hàng ra sẽ sớm đến thôi tệ quá mà hoàn ni đã nghe tin các vị khách chỉ còn cách đây mười dặm họ phải chuẩn bị để đón tiếp những người này nếu đến lúc đó giáo chủ vẫn chưa về thì quân đội hoàng gia và các giáo đồ sẽ nhận ra giáo chủ đã xuất cung. Thật đáng lo. Mà là kiếm cũng gật đầu lo lắng và nhìn về phía bắc. Hắn chợt nhận ra điều gì đó. Một chấm đen đang tiến về ma giáo với tốc độ nhanh khủng khiếp. Nhanh quá. Thứ đó di chuyển nhanh đến mức mà là kiếm nghe đó là lá rơi vì gió. Hoa Nhi có vẻ vẫn chưa nhìn thấy. Và nếu không nhìn kỹ thì ma la kiếm cũng chẳng nhận ra đó là gì chấm đen đó dần trở nên lớn hơn rồi nó leo lên một cái cây, cây cao mà nhảy về phía thành khoan đã họ không chắc đó là ai nhưng mà là kiếm không thể cảm nhận được sự hiện diện của người kia chứng tỏ kẻ kia phải mạnh hơn hắn bà là kiếm vốn đã là một đại võ sư thượng cấp người kia chỉ có thể là ngũ đại võ sư và chấm đen đó còn liên tục di chuyển sang bên trái phải Cô giấu mình giữa những tán cây Hắn đang nấu mình sao Nhưng vào sự bình thường Chắc hẳn sẽ không nhận ra người kia Nhưng giờ khu rừng và tường thành Có một khoảng đất trông lớn Người kia chắc chắn sẽ phải để lộ thân phận Hoàn trưởng lão Chúng ta phải chuẩn bị phòng thủ Phòng thủ Ý ngươi là gì Điên kìa Mà là kiếm chỉ vào chấm đen đó Giờ họ đã có thể thấy Đó là một hình thường Nhìn cái gì? Người không thấy người kia sao? Hoàn Nhi tập trung tìm kiếm và cuối cùng cũng thấy gì đó. Người kia nhanh đến mức hắn khó có thể mà nhìn theo được. Đó là gì vậy? Chúng ta phải khởi động phòng thủ ngay lập tức đi. Sao lại là lúc này? Người kia chắc hẳn phải là một kẻ thù rất mạnh. Chỉ cần thêm chút nữa là hắn sẽ lộ diện. Đồng lúc Hoàn Nhi định gọi Linh Gác ra phòng thủ, thì ba la kiếm thấy rõ mặt người nọ hoàn trưởng lão khoan đã hoàn đi ngay lập tức dừng lại và quay ra nhìn với vẻ khó hiểu ba la kiếm truyền âm đó là giáo chủ của chúng ta cái gì người chắc chứ người đang di chuyển nhanh như chớp kia chính là thiên như vân suýt chút nữa thì mọi chuyện đã trở nên phức tạp nhưng họ kịp dừng lại có vẻ như vân đang ẩn náu vì không muốn người khác biết mình đã xuất cung đang lẽ ngày ấy nên về từ cổng khác kia Hoàn Nhi lo lắng Phía trước Bắc Môn Có một khoảng đất trống rất lớn Chắc chắn Thiên Địa Vân sẽ bị lộ diện Đừng thật không ngờ Ngay khi đến bìa rừng Địa Vân bốc nhảy lên một cây cao ở đó Bà La Kiếm và Hoàn đi Đều kinh ngạc khi thấy Thiên Địa Vân Nhảy còn cao hơn cả tường thành Các võ sư trên thành Vẫn đang bận rộn chuẩn bị đón khách Chẳng ai chú ý đến thiên điều vân trong không trung Điều vân đều bước đi giữa không khí Bay qua tường thành Bà la kiếm và hoàn đi bất ngờ đến mức suýt nữa la lên Đó là thuần khí cước Võ sư sử dụng nội lực để bước đi trên không trung Võ thuật này là một huyền thoại trong giới võ lâm Cũng giống như việc sử dụng khí kiếm để bay lên vậy Tất cả các võ sư đều khao khát bản thân có thể làm được điều này giáo chủ đã lên một cấp bậc mới rồi sao bản thân mà là kiếm cô không thể làm được điều này hắn có thể điều khiển được hướng rơi của bản thân trong không trung nhưng làm vậy thôi đã vô cùng khó vậy mà thiên như vân có thể thực hiện nó một cách dễ dàng nhưng điều tiếp theo còn tuyệt diệu hơn thế như vân rút bạch long đao ném nó lên không trung và ngự trên đó độ cao của thiên như vân lúc này thậm chí còn gấp đôi cả tường thành. Nên người khác không thể phát hiện ra hắn được. Hai người kia cũng chỉ biết sững sờ đứng nhìn. Chẳng mây chốc, thì di Vân đã bay qua tường thành và vào được trong cung. Hoàn đi đỡ đấn gửi lời truyền âm. Hờ, à, Đại Hộ Pháp à, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Ta cũng muốn hỏi điều tương tự đây. Chỉ mới qua một tháng mà võ công của Thiên di Vân đã tiến bộ vượt trội giờ đây hắn có thể sánh ngang với gô đại võ sư giang hồ Bà la kiếm và hoàn đi vội vã đi theo thiên như vân vào trong cung có vẻ thiên như vân đã biết họ đang dõi theo mình hắn đã đứng đợi họ gần đại môn kính chào giáo chủ đại hộ pháp sẵn sàng chờ lệnh người kính chào giáo chủ thất trưởng lão sẵn sàng chờ lệnh người trong thời gian ta xuất cung mọi việc đều ổn chứ mọi chuyện vẫn ổn thưa giáo chủ, xin thưa lỗi cho ta, Nhưng chúng ta cần phải nhanh lên. họ nhanh chóng hộ tống Thiên Như Vân thay đồ để đón tiếp khách. tất cả những trưởng lão còn lại trong cung đều đã chuẩn bị sẵn sàng y phục trang trọng. khi Thiên Như Vân bước vào cung điện, tất cả đều đứng dậy cúi chào hắn. bà giáo Vạn Tuế, tam trưởng lão Văn Doãn, trưởng lão có chức vị cao nhất còn trong cung cũng cúi chào. Diệp Vân ngại ngùng nhìn văn doãn Trong thời gian suốt cùng Thiên Điều Vân đã qua đêm Cùng cháu gái văn doãn Họ vẫn chưa thành thân Nên Thiên Điều Vân thấy phần nào có lỗi Với ông của văn cố Văn doãn Sau khi an bài cho các vị khách từ Hoàng Cung Ta nên nói chuyện với văn trưởng lão Dù sao đi nữa Họ cũng phải chuẩn bị đón khách trước Địa Vân đưa sáu trưởng lão Và người còn lại của lục kiếm Đến Bắc Môn để đón khách vào cung. Tất cả các tông chủ cũng đứng xếp hàng ở đó. Tiếng vo ngựa nện dồn dập khiến mặt đất rung chuyển. Chẳng mây chốc, quân đội hoàng gia đã xuất hiện ở bìa rừng. Khi họ đến gần, các binh lính bông chia ra làm hai toán. Còn cô kiều hoàng kim lồng lấy thì đi vào giữa hai hàng người. Người đàn ông mặc giáp cam trên ngựa cũng bước xuống và đi đến chỗ họ. Mà là kiếm và các trưởng lao khác bất ngờ Họ cũng giống như Thiên Điều Vân Đã cảm nhận được rằng Người đàn ông này là một đại võ sư trung cấp Người kia nhìn Thiên Điều Vân Và các giáo đồ với vẻ kiêu ngạo Rồi hô lên Hỡi những công dân đại minh Ta là thủ lĩnh phương Nam Doãn Nam Trung Các giáo đồ đều kinh ngạc trước lời nói của hắn Điều Vân không biết nhiều về chức tước và xếp hàng trong hoàng tộc Nên hoàn đi truyền âm cho hắn Giáo chủ Hắn ta đến từ quân hộ pháp hoàng gia đó là một tổ chức quân sự được chính hoàng đế tin cẩn thủ lĩnh của đội quân này là thái úy ngoài ra còn có hai vị chỉ huy dưới trướng là đại tướng phương bắc và đại tướng phương nam hai vị tướng này có chức tước cao trong hoàng cung nhiều vân chưa từng nghe danh bọn họ nhưng võ công của hai người này đều nổi danh khắp võ lâm vậy kẻ trong kiệu là ai mà phải cần đến một vị tướng chức tước cao như vậy hộ tống chứ? Cô Kiều bốc đồng đầy, có vẻ người bên trong đang chuẩn bị ra ngoài. Người đó xuất thân từ hoàng tộc sao? Cô Kiều bật mở, bên trong có người bước ra. So với những kẻ khác, hắn là một người đàn ông tương đối mập mạp, mắt hẹp, có tròm dâu dê, dáng vẻ của hắn không giống với những gì Thiên Như Vân tưởng tượng về người hoàng tộc. Sau đó, người đàn ông kia cẩn thận lấy thứ gì đó ra khỏi kiểu rồi bước xuống thứ gì vậy đó là một cuộn lụa đỏ được thêu hình kim long tất cả mọi người nhìn nó với vẻ kỳ quặc soát nam trung thấy thế thì giận dữ quát lên sao các người dám nhìn thẳng vào thánh trì của đại đế chứ quỳ xuống ngay lập tức thì ra trong cô kiểu có thánh trì của hoàng gia Hết trường thứ 338 Vậy thánh trì của Hoàng gia có nội dung gì? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha Hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo Còn nếu có thể Giờ mà các bạn có thể donate ủng hộ trong Nguyễn Thành Để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc Xin cảm ơn các bạn rất nhiều Xin chào và hẹn gặp lại